vận hạn tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng có sao Thái Bạch chiếu mạng và gặp phải hạn Thiên La. Sao chiếu mệnh của người sinh năm 2003 là một hung tinh chủ về sự hao tài tốn của, quấy phá cuộc sống khiến cho bạn làm việc gì cũng không được thuận lợi. Còn hạn tuổi chủ về sự đau ốm, bệnh tật làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc học hành của bạn. Xem tử vi tuổi Quý Mùi nữ mạng năm 2019 Kỷ Hợi có vận niên Hậu thực quả rất tốt, ngũ hành của tuổi lại đi vào sinh xuất, báo hiệu có sự tiêu hao về tiền bạc và sức khỏe kém. Nhìn chung thì tuổi của bạn đang còn nhỏ, hiện đang sống cùng bố mẹ để ăn học, nên việc tài chính không cần quá quan tâm. Bạn hãy chú trọng việc học hành của mình để đạt kết quả đúng như mong đợi. Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 năm 2019 nữ mạng mạng, dương liễu một, cây dương liễu, sao, thái bạch, hao tài, đau ốm hạn, thiên la, tinh thần bất an vận niên, hậu thực quả, khỉ ăn trái, tốt thiên can, quý gặp kỷ, phá, hao tổn địa chi, mùi gặp hợi, tam hợp, may mắn, thuận thành xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần, màu sắc, hợp màu, đen, xanh, khắc kỵ, đỏ, trắng. Tổng quát tử vi tuổi Quý Mùi nữ mạng 1, con người, tính cách, tử vi Quý Mùi 2019 nữ mạng thuận số, có được người chồng có danh chức giàu sang, hết lòng lo lắng, bao bọc. 2. Sự nghiệp, tiền tài, đặc tính của tuổi Quý Mùi là người tính tình hiền dịu, khôn ngoan từ lời nói cho đến cung cách cư xử, được nhiều người quý trọng. Với tài ngoại giao khôn khéo, việc khó đối với quý bạn cũng trở thành dễ, vì vậy sự nghiệp dễ thành, công danh dễ tạo. Thiếu thời có một vài trắc trở khó khăn, nhưng cũng chỉ khổ về tinh thần, tình cảm, mặt vật chất không phải nhọc nhằn, vất vả. 3. Cuộc sống, vận hạn, vận mệnh tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng lúc trung vận có phần lao đao, thường xuyên phải lo nghĩ nhiều, nhưng từ 29 tuổi trở đi là có thể đạt được cuộc sống đầy đủ về vật chất, hạnh phúc, vui tươi. Xem tử vi tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng về mặt sao hạn 1, sao chiếu mệnh. Tử vi tuổi Quý Mùi nữ mạng năm 2019 quý bạn được sao sao Thái Bạch chiếu mạng, dễ sinh chuyện thị phi, tranh chấp, tiền bạc hao tốn. Sao Thái Bạch thuộc hành kim, đối với mạng kim, ít bị thiệt hại. Thái Bạch sao ấy khốn cùng làm ăn thua lỗ tứ tung, thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. 2. Hạn tuổi tử vi nữ 2003 năm 2019 với hạn gặp thiên la, tinh thần bất an, vướng bận, nhiều suy nghĩ lo âu nhưng khó tìm được quyết định dứt khoát, dễ phạm sai sót, công việc bất ổn làm cho cuộc sống phải thường xuyên lo lắng. 3. Về tứ trụ tử vi 2019 tuổi Quý Mùi nữ mạng về tứ trụ, với thiên hao, địa sinh, công việc làm ăn có phần thua thiệt, tính một đường, đi một ngả, tài lộc suy hao, cuộc sống gặp nhiều trở ngại. Gia đình, sức khỏe không được tốt, có nhiều chuyện buồn đưa tới. 4. Vận niên tử vi tuổi Quý Mùi 2003 năm 2019 nữ mạng vận niên Hậu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn. Có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, cứ thẳng bước tiến mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được kho bảng. Tình duyên hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Khi xem tử vi tuổi Quý Mùi 2003 năm 2019 phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, trung vận thiếu một, thổ vận thái quá. Đối với quý bạn, mạng một gặp năm một là tương trợ. Vận niên tuy tốt nhưng sao hạn không được tốt cũng làm giảm phần nào. Y, vận hạn tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh. Tử vi Quý Mùi 2019 nữ mạng xét về mặt tử vi, tiểu vận đi bình hòa cho thấy việc học hành quý bạn không được tốt. Đại hạn 10 năm, từ 13 đến 22 tuổi, đây là đại vận có nhiều sự biến đổi về đường học hành và có sự thay đổi nơi ăn trốn ở và cuộc sống tình duyên vợ chồng. 2. Cung tiểu hạn tử vi tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng tiểu hạn năm nay có các sao Thiên Mã, Quan Phủ, Tuế Phá, Thiên Hư, Đà La, Bệnh. Tuần đây là bộ sao chủ về xe cộ, đi lại chú ý cẩn thận, công việc làm ăn không được tốt, chú ý bệnh tật đau ốm thì lâu khỏi. 3. Cung tam hợp tử vi tuổi Quý Mùi nữ mạng năm 2019 cung tam hợp có các sao Thiên Quan, Eoán Văn Tinh, Hỷ Thần, Quan Đới. Đây là bộ sao chủ tốt, chủ về trong nhà có tin vui, tuy nhiên trong đó cũng có sao xấu như tiểu hao,
phá toái, điếu khách, thai, tuần, tang môn. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, có chuyện buồn trong gia đình hay có tang trong nhà. 4. Cung xung chiếu tử vi nữ 2003 năm 2019. Cung xung chiếu có các sao tấu thư, đường phù, giải thần, phượng các, thái tuế, tràng sinh. Đây là bộ sao chủ về thay đổi nơi ăn trốn ở hay công việc, có sự thay đổi đi lại nhiều. Tổng hợp các yếu tố trên, về phương diện ngoại giao và học hành, trong năm nay quý bạn phải tập trung nhiều vào đường học hành thì mới mong có kết quả cao và thay đổi được cuộc sống sau này. Về phương diện tài chính, tiền bạc tuy chưa làm ra được nhưng chi tiêu thì không tiết kiệm. Về phương diện tình cảm, hay xảy ra bất hòa về tình cảm, đấu khẩu về mồm miệng. Về phương diện sức khỏe, chú ý ốm đau bệnh tật lâu khỏi là do quỷ ma quấy phá. Nhìn chung, tử vi 2019 tuổi Quý Mùi nữ mạng không được hưởng thiên thời địa lợi, cho nên tất cả mọi việc học hành làm ăn đều không được tốt, cần phải cố tâm gắng sức thì mới mong đạt được kết quả cao. Năm nay chú ý đau ốm do tà ma gây ra. Tuổi Mùi là tuổi con dê, tơ hồng loan phụng phù phê thiếu gì, ra đường ai cũng yêu vì, càng đi xa xứ càng được tài danh. Tuổi trẻ tình cảm mong manh, lần sau mới được lập thành gia càng trung niên, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc, mọi đàng đều nên. Hậu vận danh lộc tăng thêm, tạo thêm phước đức càng bền. Về sau Kỷ Hợi tốt xấu khó phân, cố tâm gắng sức học hành thành danh. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Quý Mùi nữ mạng là tháng 3, tháng 8, tháng 10 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Quý Mùi làm mọi việc vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Quý Mùi nữ mạng trong năm 2019, để hóa giải sát khí do sao Thái Bạch thuộc hành kim gây ra thì nên dùng hành thủy để tiết khí, như đeo trang sức đá quý màu đen, màu xanh dương, hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành thủy hoặc một để tăng vận khí của bản thân. Luận tử vi tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng theo các mùa 1, xem bói tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng trong mùa xuân, tháng riêng, đầu năm tiền bạc tiêu pha nhiều, chú ý về đường ăn uống tiêu hóa kém. Tháng 2, trong nhà thiếu hòa khí, công việc làm ăn của bố mẹ không được tốt. Tháng 3, trong nhà có sự sửa sang mua sắm đồ vật mới hay bản thân đi lại nhiều. 2. Xem tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ, tháng 4, tình cảm không được tốt, có sự chia ly hay bất hòa, hay xảy ra cãi vã. Tháng 5, sức khỏe không được tốt, trong nhà có chuyện buồn hay có tang. Tháng 6, học hành thi cử gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. 3. Xem tử vi Quý Mùi 2019 nữ mạng trong mùa thu. Tháng 7, tiền bạc tiêu pha nhiều, chú ý ra ngoài gặp cửa quan. Tháng 8, có người mai mối giới thiệu cho về tình cảm, tuy nhiên chú ý mất mát tiền của. Tháng 9, ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận hay ốm đau lâu khỏi. 4. Xem tử vi tuổi Quý Mùi nữ mạng năm 2019 trong mùa đông. Tháng 10, có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới, tuy nhiên không nhiều. Tháng 11, sức khỏe không được tốt, máu huyết lưu thông kém, ốm đau do quỷ ma. Tháng chạp, trong nhà có nhiều chuyện vui đưa tới, có người thân ở xa đi về hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019. Xem tuổi Quý Mùi năm 2019 nữ mạng cho biết đầu năm nên cầu an, dâng sớ giải hạn mỗi tháng vào ngày rằm 15 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ, bài vị dùng giấy trắng và ghi, Tây phương canh tân kim đức tinh quân, rồi khấn, cung thỉnh thiên đình hạc linh cung đại thánh kim đức thái bạch tinh quân vị tiền. We'll be right back.